vị, trước khi bước vào tham quan thác Niagara Falls thì Tâm Hiếu đang đi dọc ở trên một tuyến phố rất là tấp nập, đông vui và nhộn nhịp. Ở xung quanh thì Hiếu nhìn thấy là có rất là nhiều trung tâm giải trí khác nhau. Và ở đây ngoài phục vụ cho khách du lịch thì những người bản xứ ở đây họ cũng đến đây và họ cũng enjoy cái cuộc sống hàng ngày của họ. Và theo Hiếu nghĩ là nếu quý vị đến tham quan thác Niagara Falls thì quý vị ngoài dành thời gian đi tham quan thác thì ở đây còn có đi vui chơi giải trí, và bên cạnh đó quý vị còn có thể đi casino, cũng là một địa điểm rất là hấp dẫn trong chương trình tour một ngày của quý vị. Bên cạnh những cái khu vui chơi giải trí thì ở Niagara Falls, nếu quý vị yêu thích thưởng ngoạn những cái cảnh đẹp của thiên nhiên và có thể nhìn dòng thác ở trên độ cao nhìn xuống thì quý vị có thể lựa chọn đó chính là Niagara View. Ở đây thì gọi là vòng quay Niagara, và quý vị bình thường thì mình sẽ mua một cái ticket giá tầm khoảng 12 đồng 99, mình đi vào thì nó sẽ quay một vòng như vậy để mình có thể nhìn ngắm toàn khu thành phố Niagara cũng như nhìn ngắm được cái thác Niagara Falls. Đây cũng là một ý tưởng rất tuyệt vời trong chương trình du lịch của quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Tâm Hiếu có mặt ở tại thác Niagara Falls, một trong 10 thác đẹp nhất ở trên thế giới. Và hôm nay Tâm Hiếu muốn dành tặng cho quý vị một cái video nhỏ và muốn giới thiệu đến toàn cảnh của thác Niagara Falls. Và khi quý vị đứng ở tại vị trí này là thuộc ở tại biên giới của Canada, Niagara, Ontario. Và khi quý vị nhìn toàn cảnh thì quý vị có thể thấy ở bên thác Niagara Falls được phân ra thành 3 cái thác nhỏ. Thứ nhất là thác American Falls thuộc biên giới của Hoa Kỳ, và vị trí bên kia là thuộc thác Móng Ngựa thuộc biên giới của Canada. Và ở bên cạnh thác American Falls thì có một cái thác nhỏ gọi là thác Bridal View, hay còn gọi là thác Cô Dâu. Và khi mà quý vị đến đây thì quý vị sẽ ngỡ ngàng trước cái cảnh đẹp, cảnh sắc tuyệt vời ở đây. Và hơn nữa là chúng ta đến đây thì chúng ta có thể trải nghiệm được rất là nhiều dịch vụ du lịch ở đây. Bên cạnh tham quan thác thì quý vị cũng có thể tham quan những cái điểm xung quanh, những cái điểm lân cận, như quý vị có thể là dạo chơi ở trong khu vui chơi, hay là quý vị có thể tham quan được sòng bài, quý vị được tham quan được nhà máy chế rượu. Và khi mà quý vị đến đây thì quý vị sẽ có rất là nhiều cái loại hình du lịch và phục vụ cho quý vị tùy thuộc vào cái sở thích cũng như là cái khả năng của quý vị. Một cái dịch vụ du lịch mà phổ biến nhất ở đây đó chính là chúng ta sẽ sử dụng dịch vụ thuyền, và chúng ta sẽ đi lên ở trên bong tàu thì quý vị có thể nhìn ngắm toàn cảnh được thác. Và đa phần người ta chọn dịch vụ này tại vì là khi mà quý vị nhìn xa xa vậy, quý vị sẽ không được cảm nhận được tất cả những cái âm thanh của thác, và quý vị không có cảm nhận được những cái giọt nước nó bắn vào mặt, và quý vị không có thể cảm nhận được hết toàn bộ cái vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên ban tặng khi quý vị sử dụng dịch vụ tàu. Và khi mà quý vị đến đây thì quý vị cảm thấy rất là thú vị. Nhiều người mặc áo mưa màu đỏ và mọi người sẽ thắc mắc tại sao người ta mặc áo mưa màu đỏ, đúng không ạ? Ở Canada khi quý vị sử dụng dịch vụ tàu thì người ta sẽ phát miễn phí cho quý vị một cái chiếc áo mưa màu đỏ khi quý vị mua vé. Và quý vị sẽ lên bong tàu thì chiếc tàu sẽ di chuyển cho quý vị đến gần cái thác American Falls và gần cái thác Móng Ngựa để quý vị cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp của hai cái thác này. Và ở bên phía Mỹ thì người ta sử dụng chiếc áo mưa màu xanh. Nó là một cái sự phân biệt giữa hai nơi mà Hiếu cảm thấy rất là lý thú. Và hơn nữa, ngoài việc sử dụng dịch vụ bằng đi bằng tàu thì quý vị còn có thể sử dụng dịch vụ đó là zip line. Cái đường có một cái đường chạy dài từ ở vị trí ở trên đỉnh của zip line đi xuống gần cạnh cái thác Móng Ngựa, thì ở đó quý vị có thể nhìn được toàn cảnh của ba cái thác nhỏ này. Và đó cũng là một dịch vụ nó rất là tuyệt vời dành cho những người trẻ thích khám phá, mạo hiểm và phiêu lưu. Còn đối với Hiếu thì Hiếu thích cái dịch vụ bằng tàu hơn, tại vì Hiếu cảm thấy là nó an toàn hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Và khi mà đến đây thì quý vị nên ở lại buổi tối, tại vì buổi tối ánh đèn biển nó rất là lung linh, rất là lấp lánh. Và thật sự thì khi mà quý vị đến buổi tối thì có thể nói là quý vị sẽ yêu thác Niagara Falls nhiều hơn, tại vì quý vị có cái góc nhìn đa chiều hơn về thác này. Và khi mà quý vị đến tham quan thác này thì thác Niagara Falls này, mà nếu quý vị thích đi shopping thì quý vị có thể chạy sang
đường biên giới giữa Canada và Mỹ. Quý vị sẽ đi sang một thành phố có tên là Buffalo. Ở đó thì có một trung tâm mua sắm rất là lớn và quý vị có thể thỏa sức shopping. Và Hiếu nghĩ chúng ta nên dành một chút thời gian nhỏ của mình vào cuối dịp cuối tuần chẳng hạn, thì quý vị có thể đưa gia đình, người thân đến đây nghỉ ngơi. Tại vì xung quanh ở đây có rất là nhiều khu du lịch, và ở xung quanh này thì cũng có rất là nhiều cái hotel và có rất là nhiều dịch vụ lưu trú để quý vị có thể ở lại và nghỉ qua đêm, vừa ngắm toàn cảnh của thác cũng là vừa nghỉ ngơi, và để chúng ta có thể có năng lượng để bắt đầu một cái tuần làm việc mới. Và hôm nay thì Tấm Hiếu thì chỉ muốn gửi đến quý vị những cái điều tuyệt vời về thiên nhiên ban tặng ở tại thác Niagara Falls. Và Tâm Hiếu chúc quý vị gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, và hy vọng rằng thì vào một ngày nào đó, nếu quý vị có nhà ý có thể đến tham quan thác Niagara Falls, và quý vị cũng có thể hình dung rõ nét hơn theo góc nhìn của quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, bây giờ Tâm Hiếu đang chuẩn bị mua vé, và mình sẽ mua vé là giá vé là 29 đồng 30 sen, và chúng ta sẽ sử dụng đó là 15 phút đi tàu. Bắt đầu thì nó sẽ mở cửa từ lúc 8 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ rưỡi tối, và sau thời gian đó thì mọi hoạt động sẽ dừng và quý vị sẽ chỉ có tham quan thác mà không được đi tàu nữa. Và tất cả hình thức thanh toán ở đây thì chúng ta thấy là toàn bộ là tự động, mà quý vị sử dụng bằng thẻ này hoặc là thẻ Visa rất là dễ dàng cho quý vị đến đây và chọn dịch vụ để tham quan và chiêm ngưỡng dòng thác. Vâng, thưa quý vị, sau khi đã hoàn tất thủ tục mua vé thì Hiếu đã có một tấm vé nhỏ này ở trên tay, thì giá vé là 29 đồng. Sau đó chúng ta sẽ đi vào trong, và nào hãy vào trong để cùng Hiếu để mình có thể là tìm hiểu thêm. Quý vị có nhìn thấy không ạ? Đây là những cái ao mưa được phát miễn phí với cái tên Niagara Falls. Now, bây giờ chúng ta stop journey behind the falls. Đây, khi Hiếu đã mặc cái ao mưa này vào thì nó sẽ giúp cho Hiếu hạn chế được lượng nước nó vào trong cơ thể, và mình sẽ bắt đầu di chuyển đi về phía dưới. Hiện tại thì bây giờ Hiếu đang đứng ở trên tàu và chuẩn bị cho chuyến hành trình 15 phút. Và như quý vị đã thấy thì có rất là nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, và họ cũng có điều mong ước giống Hiếu là được một lần chiêm ngưỡng và khám phá cái sự kỳ diệu của ngọn thác Niagara Falls. Và nào, chuyến hành trình bắt đầu. Ngắm thác ở Canada thì nó có nhiều những cái sầm uất về thương mại và du lịch hơn ở Mỹ, đúng không ạ? Và ở bên Mỹ thì chúng ta thấy nó more natural hơn, nhưng nó cũng rất là đẹp. Vâng, thưa quý vị, thì bây giờ tàu đang tiến gần đến dòng thác hơn, và như quý vị thấy thì gió, nước nó hắt vào mặt, một cảm giác rất là tuyệt vời, và nó cảm giác rất là lần. Và quý vị có thể nhìn đó, nó gần hơn với quý vị. Ở bên kia là nước Mỹ, và quý vị có thể nhìn thấy cái dòng thác nó rất là hùng vĩ, và những cái đàn chim đang tung cánh bay nó rất là đẹp. Một khung cảnh phải nói là như chốn bồng lai tiên cảnh của trần thế. Hệ thống vòng thác được bao quanh giống như cái vành của móng ngựa, và quý vị, chiếc tàu nó nằm ở chính giữa, và ở hai bên thì là nước và rất là nhiều khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Phải nói một câu là quá đẹp, thật là tuyệt vời. Kính thưa quý vị, khi đứng ở trên vị trí của bong tàu thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn về thác ở American Falls. Đây là thác thuộc biên giới của Mỹ. Nó nhỏ hơn so với thác móng ngựa xa xa đằng kia, như quý vị đã thấy. Thì ở đây thì nó nhỏ hơn, nhưng nó cũng rất là đẹp. Và nó cũng là một nơi rất là thu hút được nhiều lượt khách du lịch đến thăm hàng năm.
thưa quý vị, thì trên đường đi tham quan thác Niagara Falls thì chúng ta cũng ghé qua một điểm tham quan vô cùng kỳ thú, đó chính là tham quan hầm rượu. Và ở đây thì cũng là một trong những nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng ở tại khu vực Niagara. Và khi mà quý vị bước vào đây thì quý vị sẽ được nhìn thấy là cái khung cảnh nó rất là nhẹ nhàng và rất là thoáng đãng. Và đến đây thì quý vị có thể chọn cho mình một chai rượu vang về làm quà cho gia đình, giống như là một món quà khi mà chúng ta đến tham quan một địa điểm hấp dẫn. Và ở phía ngoài thì người ta trồng rất là nhiều cây nho, thì đó cũng là một trong những cái nguyên liệu để sản xuất ra rượu ở đây. Và như quý vị đã thấy ở phía bên trong này, đó chính là nơi trưng bày và cũng là ở có một cái nhà máy để sản xuất rượu. Còn ở phía ngoài thì đa phần là người ta trồng để lấy ra những cái trái này để người ta sản xuất được cái chai rượu mà để chúng ta có thể thưởng thức hàng ngày. Như quý vị đã thấy thì ở đây là người ta trồng những trái nho để sản xuất rượu, và ở đây có nguyên cả một vườn nho. Như vậy thì quý vị thấy là tất cả những cái sản phẩm này họ đều có thể tự làm ra được. Và điều này cũng là một trong những cái điều rất là thú vị khi quý vị đến tham quan hầm rượu tại đây. Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta được tham quan hầm rượu thì địa điểm tiếp theo ở trong chương trình đó là chúng ta sẽ tham quan Shopping Mall Center. Đây cũng là một địa điểm thu hút rất nhiều lượt khách du lịch đến đây sau khi tham quan thác Niagara Falls, tham quan hầm rượu. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đi tham quan và mua sắm ở trung tâm Shopping Outlet Center. Và Outlet là một cái hình thức mua sắm ở ngoài trời với một cái không gian rất là thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên, nên có thể đây cũng là một điểm hẹn lý tưởng cho rất nhiều vị khách đến đây tham quan kết hợp du lịch và mua sắm. Bây giờ thì Hiếu xin mời quý vị cùng Hiếu sẽ đi tham quan một vài gian hàng ở đây và xem hình thức này nó khác với shopping center ở ngay trung tâm thành phố như thế nào nha.